Tỉnh ủy Phú Thọ vừa ban hành văn bản số 443 thông báo kết luận của đồng chí Bí thư tỉnh ủy, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, đồng chí Bí thư tỉnh ủy, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu để kiểm soát tốt tình hình, phát hiện từ sớm, ngăn chặn dịch bệnh ngay từ phạm vi nhỏ, không để dịch lây lan ra diện rộng, các cơ quan đơn vị địa phương thực hiện tốt một số nội dung sau. 1. Về vaccine, tranh thủ sự quan tâm ủng hộ của Chính phủ, Bộ Y tế để được phân bổ sớm đủ lượng vaccine theo nhu cầu, phấn đấu hoàn thành việc tiêm mũi 1, tiêm trả mũi 2 cho các đối tượng trên 18 tuổi trong toàn tỉnh, ưu tiên tiêm đủ 2 mũi cho các trường hợp trên 50 tuổi, giáo viên các cấp học, các đối tượng làm việc tại các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao như trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, đồng thời triển khai hiệu quả an toàn kế hoạch tiêm cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi ngay khi nguồn vaccine được phân bổ để đảm bảo an toàn cho việc tổ chức dạy học trực tiếp. 2. Về việc cho phép mở lại một số hoạt động kinh doanh dịch vụ, căn cứ tình hình diễn biến dịch, xem xét cho phép hoạt động trở lại đối với một số lĩnh vực đang hạn chế, đảm bảo phù hợp với nghị quyết 128 NQCP của chính phủ. Phương châm là đảm bảo an toàn đến đâu cho hoạt động trở lại đến đó để duy trì ổn định, đảm bảo an sinh xã hội, đời sống của người dân đồng thời tăng cường chấn chỉnh kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối, chợ bán lẻ, chợ phiên trên địa bàn tỉnh. Đối với việc tổ chức dạy học, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành thị phối hợp với Sở Y tế, căn cứ đánh giá cấp độ dịch để xác định tổ chức dạy học trực tiếp tại các địa bàn những nơi đủ điều kiện đảm bảo an toàn phối hợp trao đổi với hội phụ huynh học sinh để thống nhất phương án xã hội hóa xét nghiệm đối với học sinh theo hình thức gộp mẫu và tần suất phù hợp để sàng lọc nguy cơ, bảo đảm an toàn tại các trường học ở những địa bàn có điều kiện. Đồng thời, có chính sách ưu tiên các đối tượng khó khăn, không tạo áp lực cho gia đình để tạo được sự đồng thuận của phụ huynh. Đối với công tác điều trị cách ly xét nghiệm, tiếp tục triển khai thực hiện cách ly tại nhà nơi cư trú là chủ yếu đối với các trường hợp F1, F2 trừ trường hợp bất khả kháng, không đảm bảo quy định thì cách ly tập trung. Quản lý sử dụng hiệu quả, tiết kiệm đối với nguồn dự trữ sinh phẩm, kit xét nghiệm của tỉnh. Ưu tiên xét nghiệm đối với các trường hợp F1, các trường hợp F2 có nguy cơ cao và các khu vực trường hợp theo chỉ định của ngành y tế. Giao ngành y tế phối hợp với các huyện thành thị tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, in tờ rơi để hướng dẫn các trường hợp F0, F1 cách ly điều trị tại nhà, cần làm gì, số điện thoại liên hệ khi cần. Đối với việc quản lý phân bổ sử dụng các nguồn lực vật tư sinh phẩm, kit xét nghiệm, ban cán sự Đảng ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc tiếp nhận, quản lý phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ, mua sắm vật tư sinh phẩm, kit xét nghiệm để phục vụ công tác phòng chống dịch. Chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan xây dựng báo cáo tổng hợp tình hình sử dụng kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch trên địa bàn và dự kiến nhu cầu kinh phí trong thời gian còn lại của năm 2021 và năm 2022. Đối với việc tiếp nhận ủng hộ thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, ưu tiên vận động tranh thủ sự ủng hộ của các tổ chức cá nhân ủng hộ các loại vật tư, trang thiết bị y tế, công cụ phòng chống dịch. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh xem xét chuyển lại nguồn kinh phí vận động do ủy ban mặt trận tổ quốc các huyện thực hiện để kịp thời phục vụ công tác phòng chống dịch nhất là tại các huyện dịch bệnh đang diễn biến phức tạp